the beat go like that, boom boom. Girl, I wanna put you up in my room. I wanna put you up against that wall. So you wanna pay to take your clothes off. Everybody don't like it. Cho em ôm anh thêm một chút nữa. Rồi nửa đời sau em trả lại cho chị anh. Tiền Giang nắng cháy da người, quần em còn rách á, thì lấy gì thương anh? Một chiều tháng nắng phai, nhìn theo dáng ai bước sau lưng rồi. Trai nghèo hèn phèn chân đã đâu dám thương ai. Anh biết em thương ai mà, anh thấy em bên ai mà. Bên nhau đúng không ngày, hay giấc mơ ngày xưa vẫn không. Sau khi chia tay người cũ, anh không còn muốn yêu thêm ai nữa. Không phải bởi vì anh khó tính, cũng không phải bởi vì anh kén chọn, chỉ đơn giản là anh sợ. Anh sợ anh yêu người ta rồi người ta lại đi. You're crying in your bedroom, 'cause I've gone and left you. Wish I never met you. Don't know what you've got until. Những cái gì mà dành tao là cực phẩm của thế giới đó con. Lượm cá cho biết mùi vậy không? Đù, nhớt nát. Sorry, có bút chông ngắt cái khó vô định, có chỉ có đi outside. Listen to me now. Chơi chơi. Ye lang jin nan san chi shui.
trái đi nhớ thừa mỗi anh thôi. Em thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Nói mấy câu em thề ngồi trên môi. Em biết sẽ thật là ngu ngốc khi em nói ra câu này anh ơi à. Nhưng em thơ lòng muốn biết. You got me jumping like boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you? Những cái gì mà nhìn to là cực phẩm của thế giới đó con. Lượm cái cho biết mùi vậy không? Đúng, nhất nè. Đừng khóc khi chia tay, đừng cay khi bị đá. Vì đời có nhân quả, quả báo sẽ không tha. Ánh đèn này lấp lánh, khói mờ nhân ảnh. Bật nắp champagne, body em cong không góc cạnh. Vì đôi lúc anh hay nghi ngờ, để cho trái tim em thân thờ. Phải làm sao để anh mãi yêu em. Đừng dần hơn anh yêu nhé. Trái tim đã thuộc về nhau. Ngọt ngào tình yêu lên tiếng, khẽ kêu riêng anh là honey nè. Và thật mong em vẫn biết, biết anh chỉ yêu mình em thôi. Chào anh em là con gái miền Tây. Mới lên thành phố được có mấy ngày. Nhìn thấy xung quanh người đông đúc, xe cộ sao mà bỏ lúc nhúc. Không như quê em quanh năm khung cảnh yên bình. Nếu buông tay là đánh mất, vậy liệu nắm chặt có giữ được không?